xuống quay cái cây sầu kìa. Đâu mà lót lót lót. Chín à, chín 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 chín. Chín nào? Chín. Chín à? Ờ, thơm lắm. Đây này, đây này. Anh có dao không? Không. Đây này, đây này. Dao thì đéo bổ được. Nó hở luôn hả? Ừ. Đưa anh qua. Đưa. Thơm không? Thơm. Thơm nức mũi luôn. Thơm rồi. Thơm rồi. Đấy. Kiếm sầu riêng rụng nha mọi người. Trời trời. Vô coi đất nè. Sầu riêng rụng thơm nức mũi. Đó. Ngửi thơm không anh? Thơm. Thơm phải không? Chín. Sầu riêng nè. Sầu riêng này chắc chín đầy cây rồi. Diện tích là 2 hectare. Sầu riêng, tiêu, bơ, đều rất là nhiều luôn, đủ thứ luôn. Điện đường nước đầy đủ nha, có nhà ở luôn nha mọi người. Ôm hai mặt tiền luôn, à, trên và dưới luôn. Sầu riêng nè, sầu riêng hạt. Tiêu thì khỏi nói luôn. Bơ nè, bơ bút. Bơ bút thì tính làm gì? Bơ đây mọi người. Bơ. À, bơ, tiêu, sầu riêng. Nói chung là vốt. Đây sầu riêng nhỏ tơ tơ này đó. Sầu riêng này là sầu riêng Thái. Bơ này, mọi người thấy không? Bơ này ăn chơi thôi chứ bán buôn gì tầm này. Dạ, đây sầu riêng lớn nè. À, sầu riêng này sầu riêng Thái nè. Thái. Vườn rất là đẹp nha, vườn triền nhẹ xuống đầy đủ luôn, nước tưới đầy đủ, nhà ở này điện nước đầy đủ nha. 2 hectare. Giá cực kỳ ôm, cách đường nhựa tầm rơi vào khoảng 500m thôi. Sầu riêng quá trời. Bắp nè. Bắp này thì trồng ăn chơi. Đất không có dốc nha. Tiêu. Bơ bút không. Vườn khá là rộng nha mọi người, 2 hectare lận. Ô mặt đường xe hơi luôn, cách đường nhựa gần xịt rồi. Sầu riêng Thái cho ra trái rồi. Mình quay sầu riêng Thái cho mọi người coi nè. À, một cây rơi vào tầm đấy, sầu riêng Thái nè. Giá khá là rẻ nha mọi người. Đất ở đây tốt, đẹp nhưng mà khá là rẻ nè. Sầu riêng Thái cho ra trái quá trời. Hồi nãy là sầu riêng mình quay lúc đầu là sầu riêng hột thôi. Sầu riêng trái Thái này thì cho trái tầm rơi vào khoảng 4-5 kg trái. To hết cỡ 6-7 kg ạ. Bơ thì khỏi nói nữa mọi người.